Anh qua làm có được không? Được, được mày. Chưa thấy xuất hiện. Chắc có muộn thì đi thôi. Giờ nó cũng chưa đông. Sợ nhất cái đoạn mà 5:30 6 giờ hay đông. Có phim nhau rồi, có mấy cái phim mà kiểu đại ca đại đô xong cái tự nhiên trong giấc mơ có hộp lùng luôn đó.
Thanh học viên cũ em tội lắm. Ở bên nhà bên chỗ chỗ đường đường chia bên hà gì mà gần biển đó là đoạn đoạn nhà nhà mở cái kiểu căn hộ cho thế mở mà nợ tới 10 tỷ nên chờ còn nợ tới 8 tỷ thôi tháng trả trăm mấy triệu xỉu chị nghe không gì xỉu ngang trước là như mấy trăm triệu luôn mà mấy cái đợt mua đây là mấy trăm triệu sao trả dần dần còn như 200 cái đợt là ai cao cũng kiểu bên này buồn ngủ không Ly? À nói chị nó lấy thuốc về cho bán bầu cái cổ kìa lưng thank you.